Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay, được gửi tới bạn bởi chúng tôi. Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông lần thứ 11, nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Trung Đông để khởi động một nỗ lực khác nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột ở dải Gaza và ngăn chặn chiến sự lan rộng ở Lebanon. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ 11 của ông Blinken kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ hồi tháng 10 năm 2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường chiến dịch quân sự chống lại các nhóm dân quân thân Iran, Hamas ở dải Gaza và Hezbollah ở Liban. Ngoài ra, Israel được cho là đang chuẩn bị cho một đợt tấn công trả đũa vụ Iran phóng loạt 200 tên lửa đạn đạo vào Israel đêm mùng 1 tháng 10, làm dấy lên những lo ngại về khả năng thị trường dầu mỏ bị gián đoạn, đồng thời thổi bùng lên một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran. Tuần trước, ông Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu giới chức Israel cung cấp chi tiết các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ngày càng tồi tệ hơn ở Gaza, nếu không muốn đối mặt với khả năng bị giới hạn viện trợ quân sự từ Mỹ. Dự kiến, ông Blinken sẽ thảo luận với lãnh đạo Israel và những quốc gia Ả Rập lân cận về tầm quan trọng của việc chấm dứt giao tranh ở dải Gaza, vạch ra kế hoạch hậu xung đột cho vùng đất này và đạt được giải pháp ngoại giao cho căng thẳng giữa Israel và Hezbollah. Đặc phái viên Mỹ Amos Hosten đã có cuộc hội đàm với các quan chức Liban tại Beirut vào thứ Hai ngày 21 tháng 10 về các điều kiện ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Ông cho biết cả Hezbollah và Israel đều chưa thực hiện đầy đủ nghị quyết số 1701 của Liên Hợp Quốc, mặc dù đây là cơ sở để chấm dứt các hành động thù địch hiện tại. Mỹ đang tìm cách xác định những gì cần phải làm để đảm bảo nghị quyết được thực hiện một cách công bằng, chính xác và minh bạch. Chúng tôi đang làm việc với chính phủ Liban cũng như chính phủ Israel để đưa ra công thức giúp chấm dứt cuộc xung đột này một lần và mãi mãi, ông nói. Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 21 tháng 10, bao gồm một cuộc tấn công gần bệnh viện Đại học Rafik Hariri. Bộ Y tế Liban cho biết 4 người đã thiệt mạng, bao gồm một trẻ em và 24 người khác bị thương. Trong tháng qua, Israel đã loại bỏ các thủ lĩnh Hezbollah ở Liban và Hamas ở dải Gaza, trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ kiềm chế các cuộc tấn công trên bộ và trên không. Việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar vào tuần trước sau một năm truy tìm là một chiến thắng lớn đối với Israel. Nhưng các lãnh đạo Israel nói rằng cuộc chiến phải tiếp tục cho đến khi nhóm Hồi giáo này bị loại bỏ như một mối đe dọa về quân sự và an ninh đối với Israel. Israel nêu yêu sách với Mỹ để dừng tấn công ở Liban. Israel trao cho Mỹ một tài liệu từ tuần trước để nêu điều kiện chấp nhận giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự ở Liban. Trang Axios dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ và Israel cho biết. Israel đòi hỏi lực lượng phòng vệ IDF của họ phải được tham gia thực thi pháp luật chủ động để đảm bảo Hezbollah không tái vũ trang và tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới với Israel, một quan chức Israel nói với Axios. Cũng theo bài báo, Israel còn đòi để không quân của họ tự do hoạt động trong không phận của Liban. Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng khó có khả năng Liban và cộng đồng quốc tế sẽ đồng ý với các điều kiện của Israel. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân đội Mỹ khẩn trương đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến Israel và đã đặt vào vị trí trực chiến. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD sẽ bổ sung thêm cho hệ thống phòng thủ nhiều lớp vốn đã cực kỳ hiệu quả của Israel. THAAD đã được đặt vào vị trí, ông Austin nói với các phóng viên trước khi đến Ukraine ngày 21 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, việc triển khai hệ thống THAAD cùng với khoảng 100 binh lính Mỹ sẽ giúp bảo vệ Israel, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị biện pháp trả đũa Iran vụ phóng gần 200 tên lửa đạn đạo ngày 1 tháng 10. Washington kêu gọi đồng minh thận trọng khi đáp trả Tehran để tránh châm ngòi cho xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Tổng thống Biden công khai phản đối Israel tấn công các cơ sở hạt nhân và bày tỏ lo ngại việc Israel tấn công hạ tầng năng lượng của Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, nước này đã xác định các mục tiêu chiến lược ở Israel và sẵn sàng đáp trả nếu Tel Aviv tấn công. Bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên. Chúng tôi sẽ có phản ứng cần thiết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc một cuộc tấn công tương tự, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh hôm 20 tháng 10. Ông Araghchi cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả ngay lập tức bất kỳ hành động quân sự nào của Israel. Chúng tôi đã xác định được tất cả các mục tiêu và sẽ đáp trả tương xứng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công xảy ra nhằm vào Iran, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố. Ông cũng chỉ trích Mỹ, nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Israel sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza và Liban. Nếu Mỹ thực sự có ý chí chính trị, họ có thể ngăn chặn Israel và chấm dứt các cuộc tấn công, ông Araghchi nói. Ngoại trưởng Iran cảnh báo, nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị kéo vào đó, điều mà chúng ta không hề mong muốn. Iran tuyên bố đã xác định mục tiêu ở Israel, sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này đã xác định các mục tiêu chiến lược ở Israel và sẵn sàng đáp trả nếu bị Tel Aviv tấn công. Bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên, chúng tôi sẽ có phản ứng cần thiết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc một cuộc tấn công tương tự, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh hôm 20 tháng 10. Ông Araghchi, Iran cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả ngay lập tức bất kỳ hành động quân sự nào của Israel. Chúng tôi đã xác định được tất cả các mục tiêu và sẽ đáp trả tương xứng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công xảy ra nhằm vào Iran, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố. Ông cũng chỉ trích Mỹ, nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Israel sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza và Liban. Nếu Mỹ thật sự có ý chí chính trị, họ có thể ngăn chặn Israel và chấm dứt các cuộc tấn công, ông Araghchi nói. Ngoại trưởng Iran cảnh báo, nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị kéo vào đó, điều mà chúng ta không hề mong muốn. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi các tài liệu tình báo tuyệt mật của Mỹ bị rò rỉ, cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công Iran. Theo New York Times, hai tài liệu do Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia Mỹ soạn thảo gần đây mô tả chi tiết kế hoạch của Israel cũng như cung cấp cái nhìn từ bên trong về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel nhằm vào Iran trong những ngày tới. Đây là cơ quan có trách nhiệm phân tích hình ảnh và thông tin do vệ tinh do thám của Mỹ thu thập. Một trong những tài liệu có tiêu đề Israel, không quân tiếp tục chuẩn bị tấn công Iran, mô tả các cuộc tập trận gần đây, dường như nhằm diễn tập các thành tố của một cuộc tấn công như vậy. Tài liệu thứ hai nêu chi tiết cách Israel thay đổi vị trí bố trí tên lửa và vũ khí trong trường hợp Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công. Các tài liệu cũng cho thấy Israel chuẩn bị đưa tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ trên không, tên lửa không đối đất, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và các máy bay hỗ trợ khác. Thậm chí, Tel Aviv đang tiến hành giám sát bí mật Iran bằng máy bay không người lái. Các tài liệu được đề ngày 15 và 16 tháng 10 bắt đầu lưu hành trực tuyến trên Telegram vào ngày 18 tháng 10 do một tài khoản có tên Middle East Spectator đăng tải. Tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật và có các dấu hiệu cho thấy chỉ có Mỹ và các đồng minh gồm Australia, Canada, New Zealand và Anh mới được xem. Hiện, giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra vụ việc, xem xét những ai đã tiếp cận được tài liệu được cho là của Lầu Năm Góc.